chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực của nhà Ba Cẩn. Và trong chương trình ngày hôm nay, nhà xin giới thiệu tới quý anh chị một món ăn đậm chất miền núi. Món ăn này có vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Chỉ nghe thế thôi, chúng ta đã ướt nước miếng ra rồi. Và các bạn có thể đoán ra là món gì? Đó chính là món dê nhúng mẻ. Xin mời các bạn hãy cùng Ba Cẩn tôi vào bếp để thực hiện món dê nhúng mẻ. Và để thực hiện món dê nhúng mẻ thì các bạn cần chuẩn bị cho tôi khoảng 5 lạng dê xuất ăn cho khoảng 3 người thôi các bạn. Đây, đây chính là dê núi Ninh Bình này thưa các bạn. Và để chọn cái phân dê nào để chúng ta làm cái món dê nhúng mẻ cho hợp lý, vậy thì thưa các bạn, đây là cái đùi dê tôi đã lọc ra rồi. Chúng ta nên chọn những cái chỗ có nhiều nạc. Chỗ nào? Đây, chúng ta phải chọn những chỗ có nhiều nạc. Bởi sao? Bởi món dê nhúng mẻ là chúng ta phải thái quân cờ. Vậy thái quân cờ thì miếng bắt buộc phải to. Mà to, nếu nhiều da thì các bạn ăn sẽ dài. Vậy tôi sẽ chọn miếng dê nạc. Và các bạn chọn cái phần đùi là hợp lý được các bạn. Đó nào. Và các bạn chuẩn bị cho tôi những nguyên liệu như sau. Đây là phần đường, mì chính, hạt nêm, tỏi băm, gừng băm, riêng băm, ớt cay, sa tế. Và nguyên liệu chính để làm lên món dê nhúng mẻ đó chính là món mẻ xay cho các bạn. Các bạn chuẩn bị cho tôi hai củ sả, lá lốt và mùi tàu. Và sau khi chúng ta xem và giới thiệu về phần gia vị thì bây giờ đến phần chúng ta sẽ thái dê. Thái như thế nào thưa các bạn? Chúng tôi sẽ thái vuông quân cờ. Đầu tiên các bạn sẽ pha khối ra. Đó, pha khối ra. Bạn pha khối ra, pha thẳng khối ra, đúng không? Thì đây chúng ta thái nó sẽ dễ hơn. Đây, sau khi pha khối ra thì miếng thịt chúng ta nó sẽ hình thù kiểu này đây. Bây giờ chúng ta sẽ thái tiếp ra. Vuông quân cờ. Các bạn tưởng tượng cái quân cờ như nào thì miếng thịt nó cũng như vậy thôi các bạn. Đây là vuông quân cơ. Đây, đúng không? Các bạn thái đều hết ra, vuông quân cơ. Và sau khi thái xong chúng ta sẽ đi ướp gia vị. Các gia vị gồm có, các bạn lưu ý, tôi sẽ cho vào đây 2 muỗng đường, tôi sẽ cho vào đây 2 muỗng mì chính, 3 muỗng hạt nêm. Tôi sẽ cho vào đây khoảng 3 muỗng gừng, tỏi băm. Tỏi băm tôi cũng sẽ cho khoảng 3 muỗng. Về phần ớt cay tôi đã xay nhỏ, tôi sẽ cho vào đây 1 muỗng, tùy theo các bạn ăn cay hay không cay nhé. Tôi sẽ cho 1 muỗng theo định lượng của riêng tôi. Và đây là riêng xay, tôi cũng sẽ cho vào đây khoảng 3 muỗng. Sa tế tôi sẽ cho vào đây 1 muỗng. Và cuối cùng, nguyên liệu chính của chúng ta đó là mẻ. Riêng cái phần này thì chúng ta không tiếc mẻ, bởi đây là món dê nhúng mẻ cho nên nó phải chua. Vậy thì các bạn cứ cho thoải mái mẻ một chút. Tôi sẽ cho vào đây 1 bát con mẻ. Và việc còn lại là gì? Chúng ta sẽ trộn đều lên và chờ ngấm trong khoảng 15 phút. Giờ các bạn trộn đều, nhớ trộn đều và ngấm 15 phút. Các bạn lưu ý ở cái dê nhúng mẻ này thì chúng ta có hai thể loại thưởng thức. Một là chúng ta nhúng mẻ, chúng ta bóp gia vị và chúng ta sẽ đun chín và chúng ta thưởng thức luôn. Và ở cái món hai đó là cũng là dê nhúng mẻ nhưng chúng ta lại nhúng theo kiểu lẩu. Chúng ta sẽ đánh nồi nước chua, bóp gia vị và chúng ta nhúng ăn luôn. Nó hai cách chế biến hoàn toàn khác nhau, cho nên các bạn lưu ý nhé. Ở nhà nếu các bạn vội và không tiện lắm, không ăn được kiểu lẩu nhúng mẻ thì chúng ta có thể bóp gia vị và chúng ta đun chín ăn trực tiếp luôn, không nào? Hôm khác rảnh rỗi tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm lẩu dê nhúng mẻ ăn rất ngon, rất phê và rất tê thưa các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chờ ngấm 15 phút. Lúc chúng ta chờ cái dê ngấm gia vị trong vòng 15 phút thì tôi sẽ thái nốt cái gia vị còn lại. Sả các bạn cắt khúc cho tôi, không nào? Ta sẽ lấy khoảng 4 khúc sả. Mùi tàu
các bạn thái tầm độ khoảng 1 phân. Ok. Lá lốt chúng ta cũng thái khoảng 1 phân. Và đây. Ok. Sau khi gia vị xong chúng ta bật bếp lên. Tôi sẽ cho đây một chút dầu ăn. Tôi sẽ cho vào đây một muỗng tỏi, một muỗng gừng. Tôi sẽ cho vào đây một chút ớt cay thưa các bạn. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Sau khi gia vị đã vào, chúng ta sẽ cho nước vào, một lượng nước nhất định vừa phải thưa các bạn. Tôi sẽ cho vào đây riềng chúng ta đã xay sẵn rồi nha các bạn. Tôi sẽ cho vào đây sả. Và đây chính là cái dê chúng ta đã ướp gia vị rồi. Và bây giờ nước sôi chúng ta sẽ cho vào. Bật to lửa lên. Đợi sau khi nước sôi lên và chúng ta sẽ căn lại gia vị lần cuối. Thường thường các bạn sẽ cho dê sôi lên tầm độ khoảng 10 phút. Ninh trong vòng 10 phút là các bạn có thể chiến đấu được rồi. Nhưng nếu khi dê già thì các bạn phải ninh khoảng 30 phút. Bởi vì dê già ăn sẽ dai. Còn tôi, hôm nay tôi làm dê non cho nên tôi sẽ ninh 10 phút thôi. Và thưa các bạn, dê tôi hầm đã tầm 10 phút rồi và đã ổn rồi. Bây giờ tôi sẽ cho nốt cái phần lá lốt và mùi tàu vào và chúng ta sẽ bắt ra thôi. Như vậy là công đoạn đã hoàn thành đấy thưa các bạn. Mùi lá lốt vào rất thơm, mùi tàu vào cũng rất thơm. Dê lúc này thì ăn đã có vị hơi ngọt ngọt, cay và chua thưa các bạn. Điều đó nói lên là gì? Món dê nhúng mẻ có tính đặc trưng của mẻ, cho nên vị chua phải là vị đầu tiên chúng ta cảm nhận được, đúng không nào? Hơi chua một chút nhưng phải có một chút đường vào để nó trung hòa cái vị chua đi và có một chút cay cay để tính hấp dẫn được đẩy lên cao thưa các bạn. Bây giờ sau khi chế biến xong tôi cho múc vào bát và các bạn nhớ là múc mấy củ sả dưới nhá, để nó tránh cái sống dưới và để nó đôn cái miếng thịt lên, nhìn bát sẽ đầy hơn thưa các bạn. Thơm quá, chua quá, cay quá. Đó, các bạn thấy hợp lý chưa? Nhìn bát hợp lý chưa? Tôi sẽ cho vào đây một bông ớt cho các bạn. Wow, hấp dẫn chưa? Và tôi sẽ rắc vào đây vài cái lát ớt luôn. Trang trí thêm. Và kính thưa quý vị và các bạn, như vậy hôm nay chương trình ẩm thực của nhà Văn Cẩn đã giới thiệu với quý vị và các bạn một món mới, món tên về miền núi. Và đây cũng chính là cái món mà hiện nay nhà hàng đang bán rất được khách cưng chiều. Đó chính là món dê nhúng mẻ. Chúc các bạn vào bếp thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.